Vâng, tiếp tục lại về thêm một con V7 bác nhé, vừa về xong. Vâng. Này. Này, này đây. Bác theo dõi này. Đó. Nói chung là con này thì mặt mũi thì khá đẹp, còn tất nhiên là nó so với con khác thì phải nói rất là đẹp nhé. So với con khác thì rất là đẹp nhé. Đấy. Còn đẹp thì nói nhà thì nói chung là cũng khó, bởi vì những dòng này thì phải nói là đấy, rất là khó. Đấy. Ok nhá. Con này của nó là 140W rồi. Đấy. Nhưng mà con này rất ok. Bây giờ sẽ mở cái game đã này, lật đáy lên ạ. Sẵn lật đáy lên luôn. Đấy. Đấy. Một tí này thôi, đánh phát là hết ngay luôn. Đấy. Nào chùi đánh hết luôn. Nói chung là đẹp, mặt đáy rất đẹp. Đấy. Đây nha. Bây giờ sẽ mở cái con này ra xem nó như thế nào nhá. Đây ok nhá. Đấy. Con này phải nói là bên trong cũng thuộc diện là family. Vâng. Đấy. Hàng rất phê. Đó. Đấy. Đấy, quay đây. Rất phê. Ok. Đấy. Vâng. À, bác và quý vị và các bạn là nếu mà quan tâm đến cái này thì cứ alo nhé. Và số điện thoại là 0966594581 nhé. Địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng. Những con đẹp nhà thì nó rơi khoảng tầm 3 triệu rưỡi nhá. Vâng, 3 triệu rưỡi con này. Đấy. Ok nhá. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.